Hôm nay mình sẽ làm bánh mây hiện đang cực hot đấy nha. Kêu Vicky. Này ô Vicky. Park Se In. Đúng thế, tớ là Park Is Park Se In. Tớ là O Is O Vicky. Ha. Có chuyện gì thế Park Se In? Cậu bảo tớ làm bánh mây nên tớ đến để phá đám cậu đấy. Ồ, nếu mà cậu phá tớ thì tớ sẽ không cho cậu ăn bánh đâu. Làm như nào cơ? Cách làm cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là lấy lòng trắng ra, sau đó đánh bọt lên, sau đó cho phẩm màu lên tạo thành màu tím. Bánh mây là phải màu tím. Màu tím á? Nào bây giờ phải cho phẩm màu vào chứ. Nào phẩm màu mình để đâu nhỉ? Mình sẽ cho nước vào. Thấy rồi. Đánh bọt xong là mình sẽ cho phẩm màu này vào. Kìa Vicky. Đánh mãi cũng sẽ chẳng thành bọt được đâu. Ô tại sao tự nhiên thấy nó nhiều hơn thế nhở? Sao đánh mãi không được ta? Ôi mỏi tay quá. Trời ơi đánh mãi chẳng thành bọt được. Tại sao lại như thế? Các bạn Oki chắc biết đấy. Tại sao? Bởi vì tớ đã đổ nước vào đó nên là cậu không thể đánh bọt được đâu. Ơ gì vậy? Này cậu hơi bị quá đáng đấy nha. Trời, cậu sẽ chết nhiều khi đánh bọt đấy. Sim, cậu quá đáng quá. Quá đáng cái gì mà quá đáng? Cậu mới quá đáng. Thật gì cậu? Đi đâu rồi? Ồ, Sim đi đâu rồi? Thật Sim. Gì đây, lại là địa ngục à? Đúng thế, con đã xuống địa ngục. Con sai cái gì cơ chứ? Bạn đang chăm chỉ làm bánh mà con lại phá hỏng mọi thứ, lại còn giật tóc bạn nữa hả? Con chỉ trêu đùa tí thôi mà, chỉ trêu đùa tí thôi. Nếu bạn không thích thì không được gọi là đùa. Vicky không phải bạn con. Vậy tại sao con lại hay đến nhà Vicky chơi? Vì con muốn trêu bạn ấy cho vui mà. Không được rồi, con hãy mau đến bữa ăn trường địa ngục đi. Rồi ôi, lại bữa ăn trường địa ngục à? Cũng lâu quá rồi đi nhở. Đây là Marathang à? Ôi trời ơi, đây chính là mì trộn mà. Mình không thích Marathang kẹo nào. Tại sao dạo này lại nổi tiếng thế nhở? Để xem vị nó như thế nào đây. Ôi trời ơi, phải ăn thử mới được. Trời ơi, cái mùi của nó hơi bị hăng đấy. Quá mẹ ơi, sao mà người ta lại thích cái món này được cơ chứ? Các bạn Oki nào mà chưa thử thì đừng có mà ăn trộn Marathang nhá. Ăn thêm miếng nữa nào. Cay quá mẹ ơi, ăn thử miếng nữa nào. Ăn gì vậy, mình nghiện rồi ư? Trời ơi, đây là địa ngục mà, nhưng mà tại sao mình lại cứ thích những ăn cái món này cơ chứ? Mình bị nghiện rồi. Gì? Đây là chicken donut mà. Tại sao người ta lại làm ra cái món này cơ chứ? Chicken donut đâu. Trời ơi, để xem vị của nó như thế nào mà tò mò quá đi. Để mình ăn thử nhé. Một vị sẽ là vị tương. Trời ơi, cái vị này nó giống cái vị tương, còn cái vị này là cái vị xì dầu à? Cay quá. Bữa cơm trường thiên đàng. Vừa nãy xin giống tóc mình, bây giờ đầu vẫn còn hơi đau. Wow, đây là mì trộn vị sườn eo đây mà. Wow, ngon không tưởng được á. Các bạn nhìn này, có cả miếng sườn đấy nha. Wow, tôi không tưởng tượng được là người ta còn cho miếng sườn vào mì trộn nữa đây. Wow, cực kỳ là cao cấp đấy nha. Nó nhìn ngon quá, để mình ăn thử nhé. Ôi, nhìn ngon lắm đấy nha. Mình tưởng nó sẽ mặn lắm nhưng mà không mặn đâu nha các bạn. Vị sườn cực ngon luôn. Sườn ngon lắm ấy, trời ơi. Wow, đây là bánh Pikachu này, đáng yêu quá.
đây chính là bánh donut Pikachu. Mình rất muốn có một cái móc khóa hình Pikachu nhưng chưa bao giờ bốc được. Mình cũng rất muốn ăn bánh Pikachu nhưng chưa bao giờ bốc được ấy. Hôm nay mình được ăn rồi ha. Để mình ăn thử miếng donut Pikachu này nhé. Nó là vị chuối các bạn ạ. Ngon quá. Nhìn đáng yêu nữa. Trời ơi, Vicky được ăn bánh Pokemon kìa. Tôi cũng muốn được ăn bánh Pokemon. Có á. Cái này á, gì vậy? Cái này là cái gì? Nó là hình chú chuột chui ở trong đất mà. Trời ơi, nhìn nó này. Mình lại thích cái món đào đất đấy nhở. Nào để mình ăn thử xem có vị nào nhá. Hóa ra là vị sô-cô-la. Wow, đây là Coca-Cola phiên bản giới hạn hình chú Marshmallow. Ôi, đáng yêu quá. Bây giờ mình phải uống thử mới được. Vị gì đấy nhở? Vị gì hơi khăng khác đấy. Bây giờ để mình nướng miếng kẹo dẻo lên ăn thử nha các bạn. Ủa, mình đang nướng xong rồi này. Bây giờ để mình ăn miếng marshmallow đã nướng và marshmallow Coca-Cola nhé. Nào, bây giờ để rút cái này nó ra đã. Ủa, các bạn nhìn này hay chưa? Ủa, hay quá, hay quá. Nào, ăn thử nào. Của nó rất là ngọt nhưng mà uống chung như thế này thì lại thấy đỡ ngọt hẳn đi rất là nhiều đấy. Với mình thế thì mình rất là ngon nhưng mà các bạn đừng nên ăn nhiều nhé, tại vì là ăn ngọt nhiều sẽ không căng lên được đâu. Tại sao mình ăn được á? Tại vì mình lớn rồi. Wow, đây là kẹo dưa hấu. Tò mò quá đi thôi. À, nó có vị gì đấy nhở? Mình đoán là nó sẽ giống kiểu kẹo hướng dương ấy. Trông nhìn nó như thế này này. Kẹo các bạn ạ, mà đây nó có cái vị dưa hấu đây. Ngon quá. Ngon quá. Gì vậy, Vicky được ăn kẹo dưa hấu ấy à? Mình cũng muốn được ăn, cho mình kẹo dưa hấu đi. Cho mình kẹo dưa hấu đi. Gì đây, choco pie dưa hấu á? Có bình thường không vậy? Trời ơi, không thể tin nổi, thật không thể tin nổi. Đây là cái gì đây? Trời ơi. Lúc mình đi siêu thị người ta cũng giới thiệu bánh choco pie có vị mới. Mình cũng tò mò, không biết được cái vị này nó là cái gì. Trời ơi, không thể tin được, để mình ăn thử xem nó có cái vị như nào đây. Trời ơi. Nhìn cái mùi của nó này. Trời ơi, không thể tưởng tượng được. Lại nghĩ ra cái vị này cơ chứ, bên trong này cũng có sô cô la đấy nhỉ. Nhưng mà mình vẫn không thích cái mùi của nó. Trời ơi, mình sẽ không hít hơi khi ăn nó nhá. Ai mà tò mò thì đừng có ăn thử nhá. Ở dưới đây đây là nước gạo á. Cái màu trắng của nó như là cái nước vo gạo đấy. Nào để mình uống thử một ngụm xem nào. Wow, đây là jelly mới này. Đây là đồ uống có thạch đấy các bạn. Lên thiên đàng được uống đồ uống mới ra thật là thích đi thôi. Ha, đây là vị trái đào đấy. Dạo này đang là mùa đào đấy, nên là vị chắc là sẽ rất là ngon. Để mình uống thử nhé. Ngon lắm ý. Vị trái đào thơm lắm luôn ý. Banana. 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 Họ bảo là trong này có hình dán đấy á. Đâu, xem nào. Phải bóc nó ra rồi dán vào tay mới được. Đâu rồi. Ê, cẩn thận không bị rách ra là thôi rồi đấy. Đâu đấy nhở? Cái miếng dán ở đâu ấy nhở? Hình như là miếng này hay sao ấy. Nào để mình dán vào tay nào. 1, 2, 3. Dán vào tay nào. Để xem nó có hình gì nhá. Nào, 2, 3. Xem hình gì đây. Các bạn nhìn này. Cuối cùng trên tay của tớ đã có bạn đồng hành rồi. Yeah.
Đây là kẹo dẻo có hình nải chuối đấy. Nó có vị gì nhở? Nó là vị cam. Wow, đồ ăn thiên đàng đúng là số 1 đây. Trời ơi, thích quá đi thôi. Gì vậy? Vicky có hình xăm Minion kìa, ghen thì quá đi. Cho tôi hình xăm với. Thế mình cũng có rồi này, phải mau bóc ra mới được. Mình sẽ thử bằng cái này. Yeah. Mình sẽ dán cái này. Gì cơ? Không xóa đi đời đời được á? Thế thì không được đâu trời ơi. Đùa tí thôi mà, cũng tin. Gì cơ? Đùa? Sao lại đùa với? Hả? Thế cậu cũng hứa là đừng có đùa nữa đi. Ok, hứa. Hứa nhé. Hay quá, hôm nay là một ngày vui. Bữa ăn trưa nhân đường địa ngục đại thành công.